Câu chuyện chú sư tử tốt bụng. Ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có rất nhiều loài vật cùng nhau sinh sống vui vẻ và hòa bình. Một hôm, có một con sư tử đến khu rừng. Trên đầu nó là những sợi tóc màu vàng ánh kim, sáng lấp lánh, trông thật là oai phong. Sư tử muốn kết bạn với các cư dân trong khu rừng. Một hôm, nó gặp một chú nai con và nó nói với nai: "Nai con ơi, chúng ta kết bạn được không?" Nai con nghe thấy thế thì sợ quá, toàn thân nó run như cầy sấy. Nó nói: Thôi, tôi không dám." Và rồi co cẳng chạy biến mất. Sư tử rất thất vọng. Nó nhìn thấy một chú khỉ con đang đu cây. Nó liền nói: "Khỉ con ơi, bạn có thể làm bạn với tôi không?" Khỉ con gãi đầu nói: "Làm bạn với sư tử thì khác gì mà tự tìm đến chỗ chết chứ." Sư tử vội vàng nói: "Tôi là một chú sư tử tốt bụng, tôi không làm hại các động vật nhỏ hơn mình đâu." Khỉ con le lưỡi ra và nói: "Tôi không tin lời anh nói đâu." Nói xong, nó biến mất sau các tán lá. Tất cả các loài vật trong khu rừng đều không muốn kết bạn với sư tử. Nó chỉ còn có cách đi lững thững một mình trong rừng và cảm thấy vô cùng cô đơn. Một hôm, trong khu rừng vang vọng tiếng cứu: Cứu tôi với, cháy. Sư tử chạy đến xem. Úi chà, hóa ra là nhà của thỏ mẹ bị cháy. Các động vật khác đang ra sức dập lửa, nhưng ngọn lửa vẫn cứ bốc lên ngùn ngụt, không sao dập tắt được. Thỏ mẹ khóc nức nở và nói: Con của tôi vẫn còn ở trong nhà." Sư tử nghe thấy thế, liền dội một chậu nước lên người của mình và lao vào đám lửa cháy. Khói đen nghi ngút, những lưỡi lửa liếm vào người và lông tóc của nó bỗng rát. Nhưng sư tử vẫn cắn răng chịu nóng, xuyên qua làn khói dày đặc, ôm thỏ con trong lòng và lao nhanh ra ngoài. Thỏ con đã được cứu, nhưng mái tóc vàng ánh kim của sư tử đã bị cháy hết cả. Nó biến thành một con sư tử đầu trọc, trông rất là xấu xí. Các loài vật trong khu rừng đều rất cảm động. Khỉ con nói: "Đúng là một chú sư tử tốt bụng. Chúng ta đã trách nhầm bạn ấy rồi." Thỏ mẹ cũng nói: "Sư tử thật là dũng cảm, tôi phải cảm ơn bạn ấy mới được." Nai con nói: "Chúng ta hãy làm một bộ tóc giả thật đẹp để tặng cho sư tử đi." Tất cả đều đồng ý. Thế là chúng cắn răng chịu đau, mỗi con nhổ lấy một sợi lông dài và đẹp nhất của mình, rồi nhờ một bác thợ may làm bộ tóc giả nhiều màu tặng cho sư tử. Các loài vật mang tóc đến tặng cho sư tử. Sư tử cảm động và vui lắm. Khỉ con nói: "Sư tử ơi, xin lỗi nhé, bạn đúng là một chú sư tử tốt bụng. Đây là bộ tóc giả mà chúng tôi tặng bạn." Sư tử vui vẻ đội bộ tóc giả lên đầu, nhìn rất giống như một bông hoa ngũ sắc sặc sỡ. Sư tử trở nên đẹp hơn trước rất là nhiều. Các bạn cùng vui vẻ nói: "Wow, sư tử đẹp quá, oai phong quá. Hoan nghênh bạn đến với khu rừng này. Hãy làm bạn với chúng tôi nhé." Sư tử gật đầu và cười khúc khích. Các bạn ơi, các bạn có biết rằng tại sao sư tử có thể trở thành bạn của những động vật trong khu rừng? Câu chuyện này muốn nói với chúng ta điều gì? À đúng rồi, muốn có được lòng tin của người khác thì bắt buộc phải dùng hành động thực tế để chứng minh thành ý của mình. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng phải đối xử tốt với mọi người một cách chân thành thì mới có thể nhận được lòng tin và sự yêu quý của họ. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Thỏ Nhí chúc các bạn một ngày thật nhiều niềm vui và có thật nhiều bạn.